Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra cuối giờ chiều ngày hôm qua liên quan đến vấn đề cung ứng điện trong bối cảnh nắng nóng gay gắt, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết khó khăn trong việc cung ứng đã bộc lộ ở một số thời điểm nắng nóng và diễn biến khó lường. Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo cung ứng điện. Bộ Công Thương đã triển khai các giải pháp nhằm cung ứng điện trong các tháng cao điểm nắng nóng. Thông tin về vấn đề cung ứng điện trong thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, từ đầu tháng 5 đến nay, do tình trạng nắng nóng kỷ lục diễn biến khó lường đã làm tăng nhu cầu tiêu thụ điện sinh hoạt của người dân. Trong khi đó, lưu lượng nước ở các hồ thủy điện, khu vực phía Bắc về mức thấp đã gây ảnh hưởng đến cung ứng điện. Hơn nữa, nguồn than nhập khẩu cho sản xuất điện cũng về chậm. Bộ Công Thương cũng yêu cầu là tăng sản lượng than cho cấp điện, điều tiết việc cung cấp than để tăng lượng than cho phát điện khoảng 300.000 tấn và tăng 18% lượng khí cấp khu vực Đông Nam Bộ và 8% lượng khí cấp khu vực Tây Nam Bộ để cho sản xuất điện. Khẩn trương để đưa các nhà máy điện năng lượng tái tạo chuyển tiếp để đưa vào lưới điện để có thể cung cấp điện. Khi tại thời điểm này, khi chúng ta đang thiếu điện thì cái việc tiết kiệm điện là càng phải cần được quan tâm và phải làm được rất là quyết liệt. Thì chúng tôi khẳng định là trong thời gian tới, nếu đảm bảo các tổ máy không gặp sự cố, vận hành tin cậy và đủ nhiên liệu thì chúng ta có thể khắc phục được cái vấn đề thiếu điện. Về việc giải quyết đối với dự án điện tái tạo không nằm trong quy hoạch, Thứ trưởng cho biết vừa qua, Thủ tướng đã phê duyệt quy hoạch điện 8, trong đó chỉ nêu tổng công suất các nguồn điện tái tạo dự kiến và không có dự án cụ thể nào. Hiện Bộ Công Thương đang triển khai thực hiện kế hoạch sẽ cụ thể hóa quy mô công suất, tiến độ các dự án theo từng địa phương để báo cáo Thủ tướng phê duyệt. Việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án là cần thiết. Tuy nhiên, ngoài vấn đề về cơ chế giá điện, thì các dự án phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật khác, ví dụ như là về quy hoạch, đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, rồi ví dụ như cả phòng cháy chữa cháy, v.v. Và về vấn đề này, thì Bộ Công Thương đã thường xuyên làm việc trực tiếp với EVN và các nhà máy điện chuyển tiếp để trực tiếp hướng dẫn chỉ đạo xử lý. Thì chúng tôi nghĩ rằng là với cái sự có thể nói là sự thiện chí và theo đúng như là như Thủ tướng vẫn nói là chúng ta phải hài hòa lợi ích và chia sẻ cái rủi ro và phải tuân thủ các quy định của pháp luật thì chúng ta phải căn cứ vào đó. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bày tỏ mong muốn các địa phương hỗ trợ cho các dự án này để sớm đưa các dự án vào lưới điện, đảm bảo được điện cho sản xuất cũng như đời sống của người dân. Công an tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thanh Hoàng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đăng kiểm Xe Cơ giới Đắk Nông để điều tra làm rõ về hành vi nhận hối lộ. Phan Thanh Hoàng cũng là đăng kiểm viên tại Trung tâm Đăng kiểm Xe Cơ giới 4801D của Công ty Cổ phần Đăng kiểm Xe Cơ giới Đắk Nông. Cơ quan công an xác định Phan Thanh Hoàng đã nhận hối lộ của một số chủ phương tiện để làm hồ sơ cải tạo, sau đó nghiệm thu xe cải tạo trái với quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Xuân Diện, Giám đốc Công ty Cổ phần Đăng kiểm Xe Cơ giới Đắk Nông xác nhận Phan Thanh Hoàng vẫn đi làm bình thường. Hiện Trung tâm Đăng kiểm 4801D chỉ còn 3 đăng kiểm viên. Đây là số đăng kiểm viên tối thiểu để một trung tâm đăng kiểm hoạt động, nếu không đủ sẽ phải đóng cửa. Cũng theo ông Nguyễn Xuân Diện thì việc đăng kiểm phương tiện tại Trung tâm Đăng kiểm 4801D vẫn diễn ra bình thường. Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Vào sáng ngày hôm nay, ngày 4 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Minh Kháng, sinh năm 1987, trú tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, về các hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Kháng nảy sinh ý định mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay tiền. Để thực hiện, Kháng lên mạng xã hội tìm liên hệ rồi cung cấp thông tin đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá là 3,8 triệu đồng. Sau khi có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên Trần Hữu Linh, Kháng đã liên hệ và nói dối với anh Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1980, trú tại huyện Phú Tân, có người cần vay tiền và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp. Tin tưởng Kháng nên Minh đã đồng ý cho vay tiền. Kháng làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi ký giả mạo chữ ký của Trần Hữu Linh và công chứng viên để thế chấp.
vay 400 triệu đồng từ Minh và tiêu xài cá nhân. Sau nhiều lần đến hạn nhưng không đòi được tiền thì ngày 8 tháng 3 năm 2023, anh Minh mang hồ sơ đi sang tên thì phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên là giả nên đã trình báo cơ quan công an. Thưa quý vị, lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn, nhu cầu vay tiền của người dân để tiêu dùng và phục vụ kinh doanh tăng cao, nên các đối tượng tăng cường thực hiện hoạt động cho vay tiền qua ứng dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và chỉ trong một thời gian ngắn thì rất nhiều nạn nhân đã sập bẫy với số tiền lên tới hàng trăm, thậm chí là cả vài tỷ đồng. Vậy phương thức và thủ đoạn của các đối tượng như thế nào thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Đây là chị Trần Thị Trâm Anh, vừa bị lừa đảo chiếm đoạt gần 150 triệu đồng. Theo lời kể của nạn nhân, do có nhu cầu vay tiền nên chị đã lên mạng tìm hiểu các app vay tiền online để vay số tiền 30 triệu đồng. Sau khi nhận được điện thoại tư vấn từ một người lạ bảo tại app vay tiền IVK, Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc, tiền vay chưa thấy đâu, chị đã bị trừ gần 150 triệu đồng trong tài khoản theo lời dụ dỗ của các đối tượng. Tôi có nhu cầu muốn tham khảo các khoản vay trên mạng, cho nên là tôi đã lên trên mạng để tìm hiểu và tôi đã hoàn thiện thông tin cá nhân của mình để được tư vấn ở trên trang web của FE Credit. Sau đấy khoảng 30 phút thì tôi nhận được một cuộc gọi của một bên xưng là Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc, IBK. Ngân hàng thì người tự xưng có trao đổi với tôi một khoản vay rất là ưu đãi và có đề xuất là sẽ kết bạn Zalo để trao đổi thêm với tôi. Để thu hút và tìm cách cho nạn nhân sập bẫy thì các đối tượng quảng cáo bằng rất nhiều ưu đãi hấp dẫn như lãi suất cho vay thấp, thủ tục xét duyệt hồ sơ nhanh chóng, đơn giản, thủ tục giải ngân nhanh, không cần chứng minh thu nhập, không cần chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Điều đang nói, các đối tượng đều chuyển số tiền mà khách hàng có nhu cầu vay về ví app IBK, nhưng sau đó khách hàng không thể rút được số tiền đó về tài khoản. Lúc này các đối tượng nói do lỗi tài khoản và yêu cầu khách hàng phải nộp trước khoản phí 30% thì mới rút được tiền, nếu không tài khoản vẫn bị treo và bị tính lãi. Do lo sợ lại cần tiền nên khách hàng làm theo nhiều lần, tài khoản vẫn bị treo và tiền vẫn không thể rút từ ví app của họ về được. Đến lúc này nạn nhân mới dần phát hiện mình đã bị lừa. Tôi còn nói đến trường hợp là tôi không vay nữa thì đối tượng bảo là nếu mà không xử lý thì cái khoản vay đấy sẽ bị treo và tính vào kho bạc nhà nước. Vâng ạ, đại khái là có một vài thông tin sau đấy thì tôi không rõ về vấn đề về tài chính nên là tôi đã cố gắng làm theo. Với mỗi lần chuyển thì lại có một cái lệnh tiếp đến để yêu cầu để mình phải chuyển thêm, thì tôi đã chuyển tổng cộng là 150 triệu. Để phòng ngừa tội phạm này thì theo tôi cần chú ý một số vấn đề sau đây. Thứ nhất là mỗi người cần chủ động tìm hiểu thông tin về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội trong thời gian gần đây để chủ động có thể phát hiện và phòng tránh khi bị lừa, gặp những đối tượng như vậy. Thứ hai là khi mà có nhu cầu vay tiền thì cũng nên tìm đến những cái địa chỉ có uy tín để làm thủ tục vay, ví dụ như là đến ngân hàng chẳng hạn, hoặc là có thể thủ tục nó phức tạp hơn nhưng rõ ràng là ít có nguy cơ bị lừa. Thứ ba là khi mà đã xác định vay của những cái ứng dụng ở trên mạng ấy, thì cần phải tìm hiểu rất kỹ xem ứng dụng này là do ai quản lý, trụ sở ở đâu, có những thông tin tài liệu đầy đủ hay không, rồi là có thông tin đầy đủ về các đánh giá của những người khác hay không. Nếu như những người đánh giá đều tốt cả và không thấy có vấn đề gì nghi vấn thì chúng ta có thể tiến hành vay được. Còn những trường hợp mà thấy rằng có dấu hiệu nghi vấn hoặc là có những ý kiến phản hồi về việc lừa đảo thì chúng ta nên tránh xa. Để phòng ngừa tình trạng trên, cơ quan cảnh sát điều tra khuyến cáo mọi khoản vay, người dân nên liên hệ chi nhánh ngân hàng gần nhất nơi mình cư trú hoặc gọi số điện thoại hotline của ngân hàng để được nhân viên hướng dẫn hoàn tất các thủ tục vay. Người dân tuyệt đối không làm thủ tục vay thông qua làm việc với người tự xưng là nhân viên ngân hàng trên fanpage Facebook, website, Zalo, sử dụng hình ảnh logo, hình ảnh mạo danh ngân hàng. Tiếp tục với các tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý. Với hành vi vận chuyển hàng cấm, Nguyễn Tuấn Phong trú tại phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang tạm giữ hình sự. Trước đó, vào rạng sáng ngày 3 tháng 6 năm 2023, tại ấp Hòa Giang, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Kiên Giang đã bắt quả tang xe ô tô do Phong điều khiển chở 7.960 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu nhãn hiệu Hero, Jet và Nelson. Tại cơ quan công an, Phong khai nhận mua lại số thuốc lá trên của một người đàn ông ở phía
Campuchia đem về bán lại cho các đại lý bán lẻ thuốc lá trên địa bàn thành phố Rạch Giá để kiếm lời, nhưng trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Vào tối ngày 3 tháng 6, trong lúc tuần tra trên tuyến sông Tiền, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bến Tre đã phát hiện và bắt quả tang hai tàu sắt không có biển số đang có hành vi khai thác cát lòng sông trái phép. Tại thời điểm bị bắt quả tang, hai phương tiện có 5 đối tượng là người điều khiển tàu và thiết bị bơm hút cát. Tiến hành đo đạc thì tổng khối lượng cát trên hai tàu sắt là gần 90 mét khối. Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi bơm hút cát trái phép. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Châu Thành tiếp tục thụ lý theo quy định. Thưa quý vị, hiện tại tỉnh Đắk Lắk và một số địa phương đang bước vào mùa vụ sầu riêng. Tuy đang là thời điểm đậu trái, nhưng nông dân đang rất hoang mang khi sầu riêng non rụng hàng loạt, báo hiệu một nguy cơ mất mùa. Chỉ còn 1-2 quả hoặc chỉ còn vài quả, chờ trụi cuống. Đây là thực trạng của nhiều vườn sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk. Gia đình ông Liêm ở huyện Chư Quynh có khoảng 2 hecta trồng sầu riêng, trong đó có 130 gốc cho thu hoạch. Tuy nhiên, nhiều gốc sầu đang bị rụng quả non từ 60 đến 100%. Vụ này, dù ông đã đầu tư rất nhiều vào phân bón, công chăm sóc nhưng không thể cứu vãn. Mà nó ra bông, sổ nhụy rất hẳn hoi, ra trái nhỏ hẳn hoi nhưng mà nó rụng thì còn lại chừng cả. Tới giờ phút này, trái nó tầm này rồi này, nó vẫn hàng ngày nó vẫn cứ rụng. Chẳng hạn mình mong một cây nó có chừng cả 10 trái, 20 trái thì nó không còn được như vậy nữa. Dăm ba trái leo ngoe mà không biết là đến tới đây thì nó còn được trái nào hay nó rụng sạch thì không biết. Không chỉ ông Liêm, nhiều nông dân tại tỉnh Đắk Lắk đang xót xa trước tình trạng sầu non rụng hàng loạt. Không ít nhà vườn thu tiền tỷ mỗi năm từ sầu riêng, nhưng vụ này dự báo thua lỗ. Yếu tố khoa học kỹ thuật là mình chưa nắm kỹ lắm. Và chưa biết được hoàn thiện về sinh trưởng của cây sầu riêng. Nó khó tính quả. Thứ hai nữa, thời tiết nó khắc nghiệt quá. Như cái đợt nắng nóng vừa rồi hầu như trong cái đợt nó là nó rụng. Rụng quá cái đợt nắng nóng, sau đó mưa tiếp mưa nữa nó rụng, nó rụng hoài luôn. Theo nhận định của ngành chức năng, thời gian gần đây, cây sầu riêng bước vào giai đoạn ra hoa, đậu quả thì gặp thời tiết cực đoan. Ban ngày quá nóng, ban đêm lạnh, biên độ nhiệt quá lớn, có lúc lại gặp mưa thất thường khiến sầu riêng bị sốc nhiệt. Ngoài ra, vấn đề kỹ thuật chăm sóc, dinh dưỡng không phù hợp cũng gây rụng quả, gây thiệt hại cho nông dân. Cái quan trọng để giữ cho cây sầu riêng có một cái nền tảng tốt đó là xây dựng các cái cơi đọt, bộ lá trước khi xây dựng ra hoa đậu trái. Khi cây sầu riêng đã sổ nhị thì hoàn toàn các cơi đọt đã hoàn chỉnh và bộ lá nó phải được hoành tráng, phải được tốt, phải được thành thục và không có hiện tượng sâu bệnh. Thì lúc đó mới hy vọng là chúng ta nuôi cái đợt trái nó thành công. Đắk Lắk là một trong những địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất cả nước với hơn 20.000 hecta. Hàng năm sản lượng khoảng 150.000 tấn. Do lợi nhuận cao, nhiều nông dân đã đổ xô chặt tiêu, cà phê, trồng sầu riêng. Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk cũng khuyến cáo người nông dân phải cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng trước khi triển khai trồng sầu riêng, không nên trồng ồ ạt để tránh xảy ra hệ lụy không đáng có. Tiếp theo, mời quý vị cùng đến với trường quay thành phố Hồ Chí Minh để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong Kinh tế Phương Nam. Kính chào quý vị đang theo dõi Kinh tế Phương Nam. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 6 tại Hà Nội thì Vietjet công bố đường bay thẳng đầu tiên kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Brisbane của Úc trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ là Phạm Minh Chính và Thủ tướng Úc Anthony Albanese cùng lãnh đạo doanh nghiệp và người dân hai nước. Sau Melbourne và Sydney, Brisbane là thành phố thứ ba của Úc mà Vietjet có đường bay thẳng tới. Đây cũng là đường bay đầu tiên kết nối Việt Nam với thành phố Brisbane và bang Queensland. Ngay đúng dịp Thủ tướng Úc Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Úc, đường bay thành phố Hồ Chí Minh-Brisbane bắt đầu từ ngày 16 tháng 6 năm 2023 với hai chuyến khứ hồi mỗi tuần bằng tàu bay lớn hiện đại A330
Đường bay này góp phần thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam với Brisbane, bang Queensland và Úc nói chung và phát triển hơn nữa quan hệ song phương trong thời gian tới. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn Poem Việt Nam quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành thông báo kế hoạch giảm nhân sự và thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động đợt 2 với người lao động. Trong đợt 2, công ty trách nhiệm hữu hạn Poem Việt Nam sẽ thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với 1.225 lao động. Tuy nhiên, danh sách chính thức người lao động đăng ký là 1.257 người, tăng 32 người. Hiện có 1.249 trên tổng số 1.257 người lao động đã đồng thuận chấm dứt hợp đồng lao động với công ty. 8 người còn lại vắng mặt vì đang nghỉ phép. Số lao động đồng ý nghỉ việc sẽ chính thức chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 8 tháng 7 năm 2023. Tổng số tiền công ty dự kiến chi trả trợ cấp thôi việc là 164 tỷ đồng. Trong đó, người lao động nhận được cao nhất là 376 triệu đồng trên một người, thấp nhất là 15,8 triệu đồng trên một người và bình quân là 130 triệu đồng trên một người. Trước đó, vào ngày 20 tháng 5, công ty trách nhiệm hữu hạn Poem Việt Nam đã cắt giảm đợt 1 với 4.439 lao động. Nguyên nhân là do công ty gặp khó khăn vì đơn hàng bị cắt giảm. Cầu nối khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức sang quận 7, tổng số vốn gần là 5.000 tỷ đồng, dự kiến trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tới. Đây là một trong 11 dự án trọng điểm vừa được Sở Giao thông Vận tải gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị nội dung trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét tại kỳ họp dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới. Theo đó, mức đầu tư cầu Thủ Thiêm 4 hiện còn 4.950 tỷ đồng, giảm hơn 300 tỷ sau khi cập nhật lại một số hạng mục. Nếu được thông qua, dự án sẽ triển khai trong giai đoạn năm 2024 đến năm 2027 theo hình thức đối tác công tư. Cầu Thủ Thiêm 4 bắc qua sông Sài Gòn, dài hơn 2 km, rộng 28 m với 6 làn xe cùng lề bộ hành. Công trình theo thiết kế có điểm đầu tư đoạn trước giao lộ cầu Tân Thuận 2, Nguyễn Văn Linh, đi dọc theo đường Nguyễn Văn Linh, rẽ trái ở ngã tư Huỳnh Tấn Phát, nối vào đường Lưu Trọng Lư, quận 7. Cầu tiếp tục cắt qua khu cảng Tân Thuận, vượt sông Sài Gòn, nối khu đô thị Thủ Thiêm tại giao lộ Trục Bắc Nam và đường Bùi Thị Ngộ. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải với vai trò được giao làm công tác chuẩn bị đầu tư đã triển khai 3 gói thầu nghiên cứu dự án, gồm lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu tư vấn, khảo sát, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Theo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, thì 5 tháng đầu năm 2023, ngành hải quan thành phố đã chủ trì phối hợp phát hiện bắt giữ tổng số là 957 vụ việc vi phạm với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính là 1.321 tỷ đồng. Theo đó, trong tháng 5 năm 2023, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp phát hiện bắt giữ tổng số 110 vụ việc vi phạm. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính trên 432,2 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng số 957 vụ việc vi phạm. Trong đó, có 1 vụ buôn lậu, 15 vụ vi phạm liên quan đến ma túy, 29 vụ vi phạm về kiểm soát hải quan, 912 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính trên 1.321 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số các vụ vận chuyển trái phép ma túy do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, đơn vị đã phối hợp hiệu quả với lực lượng công an mở rộng điều tra, bắt giữ được một số đối tượng có liên quan. Thủ đoạn là các đối tượng trong nước cấu kết chặt chẽ với các đối tượng người nước ngoài để hoạt động buôn bán và vận chuyển các chất ma túy vào Việt Nam. Đối với các vụ việc vi phạm, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt vi phạm hành chính 941 vụ với số tiền phạt thu nộp ngân sách nhà nước gần 16 tỷ đồng. Khởi tố và chuyển cơ quan khác, đề nghị khởi tố vụ vi phạm hình sự đối với 17 vụ việc. Thưa quý vị, thời gian qua thì nhờ việc tập trung khai thác thị trường theo thị hiếu của khách hàng cũng như là gia tăng các hoạt động xúc tiến thương mại cả trong và ngoài nước mà xuất khẩu đã có khởi sắc sau thời gian dài thiếu đơn hàng. Năm 2023, kinh tế thế giới khó khăn, kéo theo sức cầu của thị trường giảm, đơn hàng của hầu hết các ngành cũng theo đó bị chậm lại. Trong đó có những ngành hàng giảm 30% đến 50%. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này vẫn giữ nhịp ổn định trong xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm, nông sản, từ đó duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm cho công nhân lao động.
Để có kết quả này, ngoài sự nỗ lực đầu tư cho chất lượng sản phẩm, đổi mới cách tiếp cận khách hàng, thì việc tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại là một trong những giải pháp mà doanh nghiệp chú trọng. Trong cái giai đoạn khó khăn hiện nay, tình hình xuất khẩu bị ảnh hưởng, thì hội chợ lần này nó là một cái giống như một cái cú hích để hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm được cái nguồn hàng, tìm kiếm được khách hàng và mở rộng được cái thị trường để gia tăng cái kim ngạch xuất khẩu. Thực tế, trong thời điểm đơn hàng sụt giảm nghiêm trọng như thời gian qua, thì các hoạt động xúc tiến thương mại là rất cần thiết. Bởi lẽ, thông qua những hoạt động như vậy, rất nhiều doanh nghiệp đã ký được đơn hàng. Theo đánh giá của Cục Xúc Tiến Thương mại, Bộ Công Thương, những diễn biến phức tạp của nền kinh tế, chính trị tại nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới đã và đang tạo ra nhiều thách thức đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Cục Xúc Tiến Thương mại đã và đang tích cực thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khách hàng ở những thị trường mới. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện cái công tác tham mưu để Ủy ban nhân dân thành phố liên kết với các tỉnh thành như là một cái nguồn tạo cái nguồn nguyên liệu ổn định cho sản xuất, và từ đó cũng là một trong những cái thị trường mà các cái doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có thể khai thác thị trường nội địa. Như vậy hiện nay những hoạt động của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh bên cạnh cái việc là hỗ trợ cùng với Ngân hàng Nhà nước trong cái tiếp cận vốn, giúp cho cái doanh nghiệp trong cái tiếp cận các cái nguồn vốn phù hợp, chúng tôi đẩy mạnh cái công tác khuyến mãi và xem đây là một trong những giải pháp để tăng tổng cầu, và khi đó sẽ giúp cho doanh nghiệp có điều kiện để duy trì sản xuất và bán cái lượng hàng lớn hơn. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục là phối hợp với các địa phương để cung cấp các cái thông tin về thị trường, về sản phẩm và đặc biệt là những cái thị trường mà chúng ta đã ký các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, và để tận dụng được những cái ưu đãi của những cái hiệp định này mang lại. Và chúng tôi cũng là hướng tới những cái thị trường mà có thể nói là tiềm năng và thị trường mới, ví dụ như là về Trung Cận Đông, ví dụ như là châu Phi, ngoài những thị trường có thế mạnh của chúng ta như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản. Đấy, và ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ mở những cái lớp đào tạo và hướng dẫn về các cái quy cách, những cái quy định mà hiện nay ngày càng nhiều và rất nghèo nghèo của các thị trường mà chúng ta hướng tới xuất khẩu. Và chúng tôi cũng sẽ kết nối để không những là từng tỉnh thành có thể có hoạt động xuất khẩu mà tổng hợp lại và có cái sự liên kết giữa các tỉnh thành, các địa phương, kể cả trong Nam cũng như là ngoài Bắc. Năm 2023, xuất khẩu tiếp tục được xác định là động lực cho tăng trưởng của nền kinh tế. Với mục tiêu tăng trưởng 6%, kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 393-394 tỷ USD, tăng thêm khoảng 22 tỷ USD giá trị xuất khẩu hàng hóa so với năm 2022. Dù hiện tại khó khăn vẫn còn hiện hữu, song với sự quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu cùng với sự chung tay vào cuộc của bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia tin tưởng xuất khẩu năm nay sẽ có những thành tựu nhất định. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 860.000 xe ô tô các loại, trong đó gần 40% là xe cá nhân. Việc tự động giãn đăng kiểm đối với cả xe cá nhân như thế này là giải pháp tháo gỡ nút thắt hết sức thiết thực và cấp bách ở thời điểm hiện tại. Phóng sự này cũng khép lại Kinh tế Phương Nam hôm nay. Hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa hơn một tháng nay do phải đợi đến hẹn đăng kiểm của lịch áp, gần 30 xe đầu kéo kèm rơ móc của doanh nghiệp này bất động nằm chờ. Theo chủ doanh nghiệp, trong một tháng qua, thiệt hại ước tính khoảng 1,3 tỷ đồng, chưa tính doanh thu khi xe hoạt động. Vì một số trung tâm đăng kiểm tự ý đưa ra một số quy định không đúng với thực tế, từ chối kiểm định với những lỗi nhỏ, không ảnh hưởng đến yếu tố an toàn kỹ thuật, cũng khiến doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Tình trạng nhiều trung tâm đăng kiểm đã ban hành một số quy định mà không có được, không quy định trong pháp luật, hoặc là trục lợi từ cái xếp lốt phương tiện gây ra bức xúc cho chủ xe, thì cái này Cục đăng kiểm cũng đã có cái văn bản để chấn chỉnh, và trong đó thì đã nêu là nghiêm cấm các trung tâm đăng kiểm, các đăng kiểm viên và nhân viên không được tùy tiện tự ý đưa ra các yêu cầu hoặc ban hành các quy định trái pháp luật, lợi dụng cái lúc khó khăn ùn tắc để tiêu cực, sách nhiễu, trục lợi. Nếu để xảy ra sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 860.000 xe ô tô các loại, trong đó gần 40% là xe cá nhân. Việc tự động giãn đăng kiểm đối với xe cá nhân là giải pháp tháo gỡ nút thắt hết sức thiết thực và cấp bách ở thời điểm này. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.